Quen quá vậy. Nguyễn Đức Hậu á, anh chàng nổi tiếng cộng đồng mạng này. Anh hay múa đẹp chứ bộ. Bộ bạn học võ xây lâu chưa? Em thì gọi là tự nghịch thôi ạ. Hả? Tự nghịch thôi đó hả? Tự nghịch mà sao giỏi vậy, múa cũng giỏi quá vậy. Mở khăn là mở khăn cho khán giả xem rồi. À. Cho tràng pháo tay Nguyễn Đức Hậu. Bạn làm cái mà võ sai á, Túy Quyền á, tôi xây qua tôi hỏi Đức Thịnh chứ. Ủa, chết cha rồi, mình bây giờ mình không biết võ, không biết cái này có múa đúng không vậy. Em nói Đức Thịnh nói em cũng biết. Em cũng biết luôn. Nhưng mà rõ ràng là bạn cái phong thái tôi không biết thật sự, thưa quý vị khán giả, cái nào mình không biết, mình nó không biết, mình không có học võ, mình cũng không biết Túy Quyền cái bộ của nó như thế nào, nhưng tôi thấy bạn làm là đúng là có cái thần trong đó. Động tác của em chỉ có mấy đường quyền rất đơn giản, và em chỉ ra là em múa như vậy thôi, có cảm xúc trong đó, nhưng nó chỉ có một cảm xúc, một trong cái động tác đó thôi. Hôm nay á, thí sinh Nguyễn Đức Hậu làm rất tốt. Anh biết rằng á là đây một bài quyền rõ ràng chứ không phải là một sự tự phát, một bài múa rất đẹp. Đây là bài múa Vịnh Xuân Quyền đúng không? Lót ca kết hợp Vịnh Xuân với một vài đường của Túy Quyền. Chúc mừng em. Còn bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 8 điểm, Lê Hoàng 8 điểm, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh 8 điểm và Minh Nhí 8,5. Phương Thành, số điểm của Nguyễn Đức Hậu là 39,5. Chúc mừng bạn.